Thêm một điểm cộng nữa cho nồi cơm điện tử này của Bluestone, đó chính là nó có cái chức năng cháo trẻ em phù hợp với cái mẹ bỉm sữa. Đối với cháo cho các bé thì các mẹ sẽ quan tâm nhất là độ nhuyễn của cháo và thức ăn có đúng hay không. Đây đây, sánh mịn luôn, tất cả đều được hâm rất là kỹ. Hello, chào mọi người. Lâu lắm rồi Hưng mới xuất hiện trong một cái gian bếp đẹp như thế này để giải đáp những cái băn khoăn dạo gần đây mà các chị em đang mắc phải. Đó chính là việc lựa chọn một chiếc nồi cơm điện tử phù hợp với gia đình của mình. Clip ngày hôm nay, Hưng sẽ giải đáp cái thắc mắc và băn khoăn đó bằng cách là đưa ra một cái đề xuất, đó chính là nồi cơm điện đến từ thương hiệu Bluestone. Một chiếc nồi cơm điện rất đẹp mắt, nhiều chức năng và dễ sử dụng. Và để hiểu rõ hơn về chiếc nồi cơm điện này, hãy cùng Hưng đến với clip ngày hôm nay nhé. Nồi cơm điện Bluestone có dung tích là 1,5 lít, có thể nấu tối đa là 8 lon gạo, công suất 860W, với công nghệ nấu 3D, giúp cơm chín đều, tơi xốp, phù hợp với các gia đình có từ 2 cho đến 4 thành viên và phụ kiện bao gồm xửng hấp, muỗng múc cơm, cốc đông gạo và dây điện. Về kiểu dáng và thiết kế thì bên ngoài nồi được phối hai màu nâu đậm và đen với chất liệu nhựa có độ bóng. Phần nắp phía trên được thiết kế phẳng với nhựa đen bóng cho nên rất là đẹp mắt nhưng mà cũng rất là dễ bị bám vân tay. Mọi người chúng ta sử dụng á, chú ý là vệ sinh tí là nó đẹp và nó sạch rồi. Khi mà trải nghiệm cái nồi này á thì em thấy nó rất là chắc chắn ha, nhưng mà cũng khá là nặng so với các chị em nào mà hơi liệu yếu đào tơ. Còn với chị em bình thường khỏe mạnh tập gym này nọ, đơn giản thôi, rất là dễ dàng di chuyển trong cái không gian bếp. Lần đầu mà trải nghiệm á, Hưng khá là bất ngờ về cái độ bật của cái nắp này, nó khá mạnh nha mọi người nè đó. Cho nên là khi mà chúng ta có đồ ăn nóng ở trong đây thì chúng ta sẽ bấm nút ở đây nhưng đồng thời cũng phải giữ cái nắp để cho nó an toàn, không bị bỏng. Còn về lòng nồi thì em này là nồi hình niêu, có độ dày là 1,865mm, bên ngoài là màu nâu đậm, còn bên trong là màu đen. Lòng nồi được làm từ hợp kim nhôm phủ chống dính, có ánh kim li ti như thế này nè, các bạn thấy ha. Bên hông của lòng nồi á, thì có thiết kế 3 mức đông nước cho 3 chế độ nấu khác nhau. Sau khi lấy lòng nồi ra thì mọi người sẽ thấy mâm nhiệt ở phía dưới. Nồi cơm Bluestone có công nghệ nấu 3D cho nên nhiệt sẽ được truyền từ mâm nhiệt phía dưới kết hợp với các bộ phận điện trở phụ xung quanh thân nồi và trên nắp, giúp cho lượng nhiệt tỏa đều hơn từ mọi phía. Từ đó sẽ làm cho cơm tơi xốp nè, chín đều, thơm ngon hơn, không lo bị nhão hay là bị khô khi nấu. Việc vệ sinh cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần đẩy cái gạt trên đây đó, rồi mang đi vệ sinh thôi, không có sợ là bị bám bẩn trên tay. Hơn nữa chỗ thoát hơi cũng được thiết kế rất tỉ mỉ luôn. Van thoát hơi giúp làm giảm áp suất khí thoát ra khi nấu cơm. Hơn có quan sát thấy thì khí thoát ra lúc hoạt động cũng khá là mỏng, nhẹ và không hề bị đọng nước trên nắp nồi luôn. Và các bạn chỉ cần vặn cái khớp như ghi chú là có thể mở được rồi nè. À, và chúng ta có thêm một cái khay chứa nước trào ở phía sau nha mọi người. Rồi, điểm qua ngoại hình của em nó thế là đủ. Vậy thì lý do tại sao Hưng gọi chiếc nồi cơm điện này của Bluestone là một chiếc nồi dành cho các chị em nội trợ? Đầu tiên á, các mọi người thấy nha, bảng điều khiển này hoàn toàn chú thích bằng tiếng Việt, cho nên chúng ta rất là dễ chỉ cho ông bà, những người lớn tuổi sử dụng nó một cách dễ dàng, đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Bảng điều khiển là nút cảm ứng, Hưng thấy nó khá là nhạy. Và để nhạy hơn á thì chúng ta nên chạm tay vào vạch cảm ứng màu đỏ như thế này nè. Hưng đã bấm thử cái tay dính nước luôn, vẫn ok nha, cảm ứng rất nhạy như bình thường. Nhìn qua menu á thì Hưng thấy cũng khá là thuận mắt và dễ hiểu. Nồi cơm điện tử này của Bluestone có thể nấu 11 món. Tất cả các món được bấm chọn bằng nút chức năng và đèn sẽ nhảy qua từng món. Rồi, Hưng chia sẻ một tí nha. Ở chế độ nấu cơm á, và nấu cháo trẻ em thì nó sẽ không có hiển thị thời gian nấu trên màn hình. Còn tất cả những chế độ nấu còn lại nó đều sẽ hiển thị màn hình tại đây, cái thời gian nấu. Sau đó chúng ta chỉ cần bấm bắt đầu là xong, nấu thôi. Giống như đại đa số các nồi cơm điện tử khác, chiếc nồi cơm điện tử này của Bluestone có một cái chức năng Hưng cực kỳ thích và nó cực kỳ tiện lợi luôn. Đó chính là cái chức năng cài đặt thời gian để nấu ha. Nghe đến đây là các chị em nội trợ sẽ rất là thích. Cứ tưởng tượng ha, chúng ta đi làm về, chúng ta mới bắt đầu thay đồ rồi nấu cơm rồi chờ cơm chín mới làm đồ ăn. Nhiều khi tới tối luôn mới có một cái mâm cơm cho gia đình. Còn bây giờ thì chỉ cần đơn giản, sáng chúng ta đi làm, thao tác, cài đặt thời gian, chúng ta chọn món ha, chúng ta click vào đây, chọn cái thời gian tương ứng. Ví dụ như Hưng đi, Hưng đi làm lúc 8 giờ sáng mà 7 giờ Hưng mới ăn cơm chiều, thì Hưng sẽ canh làm sau đó trong khoảng 11 tiếng.
tức là lúc đó khoảng 6 giờ là nó sẽ bắt đầu nấu cơm. Thì 7 giờ là cơm chín rồi, đi làm về tắm rửa ra là có nguyên mâm cơm thôi, rất là tiện lợi. Và chức năng này có thể cài đặt lên đến 24 tiếng, tức là một ngày luôn. Và ngoài ra cái nồi này nó còn có chức năng hẹn giờ để nấu đó nha mọi người. Những cái món như là cháo ngũ cốc, nè, súp hay là làm bánh á, chúng ta có thể hẹn giờ để nấu luôn và tối đa lên đến 2 tiếng. Nãy giờ chúng ta nói cài đặt thời gian rồi hẹn giờ để nấu nó khá là nhiều thông tin. Vậy thì nó khác nhau ở điểm nào? Hưng sẽ chia sẻ lại nha. Cái cài đặt thời gian để nấu á, tức là chúng ta ví dụ như cài 7 tiếng đi, thì trong vòng 7 tiếng cái nồi này nó sẽ linh hoạt nấu một cái nồi cơm cho chúng ta. Đó, linh hoạt nấu nha. Còn riêng cái phần mà hẹn giờ để chúng ta nấu á, tức là chúng ta cài đặt 2 tiếng đi, thì 2 tiếng sau nó mới bắt đầu hoạt động để nó nấu. Khác nhau ở điểm đó. Và nhắc lại một lần nữa nha, chiếc nồi cơm điện tử này của Bluestone hoạt động theo công nghệ 3D, cho nên cơm nấu ra rất chín đều, tơi xốp, hạt cơm nó không bị nát, trông rất là thơm ngon luôn. Có một câu hỏi mà Hưng muốn đặt ra cho các chị em, đó chính là ở đây có ai chúng ta đã từng nấu cơm mà chúng ta quên bấm nút bắt đầu chưa? Có thể giơ tay lên. Đừng có ngại, chắc chắn là sẽ có luôn. Hưng là một ví dụ điển hình. Nấu cơm vo gạo các kiểu xong rồi đặt vô một cái thao tác cuối cùng là bấm nút bắt đầu, lại quên. Nhiều lúc nha, mẹ nấu đồ ăn xong hết rồi, mẹ nấu xong toàn bộ đồ ăn cơm canh các kiểu đặt lên cái mâm, chỉ cần ê lấy cơm ra và lấy ra cơm bên trong nước còn y nguyên luôn mọi người, và thế là ăn một trận tới công chuyện luôn. Còn đối với cái nồi cơm điện này thì cái việc đó nó là dĩ vãng rồi, không còn nữa đâu. Bởi vì sau khi các bạn đã bấm chọn chế độ nấu, mà nếu như chúng ta quên bấm cái nút bắt đầu á, thì sau 5 giây nồi sẽ tự động bắt đầu nấu theo chế độ đã được chọn trước đó. Như vậy thì đâu có lo cái chuyện chúng ta nấu cơm mà quên bấm cái nút bắt đầu, đúng không? Đây, cơm Hương đã nấu khi trải nghiệm trước đó với hai lon gạo. Các bạn quan sát nha, bề mặt cơm nó rất là khô ráo luôn. Khi xới lên á thì cơm nó tơi xốp, chín đều và nó không hề bị nát. Thiệt ra là khi trải nghiệm đầu tiên cái nồi này để nấu cơm á, thì Hưng khá là lăn tăn, tại vì cái thời gian nấu của nó khá là dài. Nó mất khoảng 45 phút để gia nhiệt và 20 phút để nấu cơm. Nhưng mà cái chất lượng cơm cho ra thì Hưng thấy nó khá là ổn áp, cho nên là cũng an ủi phần nào. Đó là cái mốc thời gian để Hưng chia sẻ với các bạn thôi. Tại vì trong quá trình nấu á, thì sẽ có nhiều bạn ưu tiên cái chuyện là nhanh và gọn hơn. Thì lúc đó các bạn chúng ta hay chọn nấu nhanh nha, thì nồi nó cũng sẽ cho ra cái mẻ cơm ngon và thơm lành thôi, yên tâm. Sau khi nấu xong thì nồi sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm, có đếm thời gian giữ ấm luôn nha, và tối đa là 12 tiếng. Ngoài ra nồi còn có chế độ hâm nóng nữa luôn. À, mọi người có thể thấy nè, cái lòng nồi mô phỏng hình dáng cái nồi cơm niêu bằng đất truyền thống luôn. Ở đây nè, nó có chữ niêu luôn các bạn. Nồi niêu thì chắc chắn là phải có chức năng nấu cơm niêu rồi. Mà cơm niêu thì sẽ cho cái lớp cơm cháy ở dưới nó rất là giòn và ngon. Và cái món này thì rất là hấp dẫn. Thường thì nó sẽ không có giòn giống như là chúng ta nấu bằng cái son đất hay là son gan. Nhưng mà thôi, ăn vậy thôi, đỡ ghiền. Thêm một điểm cộng nữa cho nồi cơm điện tử này của Bluestone, đó chính là nó có cái chức năng cháo trẻ em phù hợp với cái máy bỉm sữa, tha hồ chúng ta nấu cho các bé luôn. Và sẵn có cái chức năng này thì bây giờ Hưng đã chuẩn bị một vài nguyên liệu để thử xem coi là cái nồi này nấu cháo cho em ra sao nhé. Bây giờ chúng ta cùng nấu nè. Đây đây, Hưng có chuẩn bị bí đỏ, cắt hạt lựu và thịt xay nè, và đậu Hà Lan để nấu cháo dinh dưỡng cho các bé. Hưng sẽ cho vào nồi, bấm nút và bắt đầu đợi thôi. Nồi vừa đã báo tín hiệu là cháo đã sẵn sàng rồi các bạn và các mẹ ơi. Vậy thì bây giờ hãy cùng Hưng kiểm tra xem là thành quả hôm nay như thế nào nha. Ta da. Đối với cháo cho các bé á, thì các mẹ sẽ quan tâm nhất là độ nhuyễn của cháo và thức ăn có đúng hay không. Đây đây, sánh mịn luôn, tất cả đều được hâm rất là kỹ, chất lượng. Tuy nhiên nha, các mẹ nhớ là chúng ta điều chỉnh cái lượng nước làm sao cho linh hoạt. Vì theo cá nhân của Hưng thấy thì cháo nấu theo cái tiêu chuẩn của nồi này nó khá là đặc á. Để xem chiếc nồi này nấu tốn điện hay không thì Hưng đã tiến hành đo điện trong lúc nồi nấu cơm. Trong khoảng 1 tiếng thì mọi người tham khảo nha. Nồi thiết kế đẹp, đặt vô không gian nào nó cũng làm sang cái nội thất nhà bếp hết. Ngoài ra là nhiều chức năng, dễ dùng. Nhưng mà có một cái điểm nữa Hưng cần lưu ý với mọi người, đó chính là chiếc nồi này nó khá là nhấn mạnh cái chuyện là nấu cơm niêu. Nhưng mà theo trải nghiệm của Hưng á, thì cái chất lượng cơm cháy nó cho ra thì nó cũng có độ giòn vừa phải thôi, chứ nó không giống như là cái nồi son đất hay là son gan mà chúng ta hay ăn. Cho nên là ăn đỡ ghiền thôi, chứ đừng có quá trông chờ vào nó. Tiếp theo nữa là nó có thêm cái chức năng nấu cháo trẻ em thì sẽ phù hợp cho gia đình nào chúng ta đang có những bé nhỏ khoảng 2-3 tuổi gì đó, đang có thời gian chúng ta nó ăn dặm. Đó, giá của nó Hưng sẽ cập ở phần mô tả. Thì bạn đánh giá như thế nào về chiếc nồi này của Bluestone á, thì cứ thoải mái comment phía dưới cho Hưng biết, để chúng ta cùng góp ý xây dựng cho nhau. Còn nếu như thấy clip này hay và bố thì nhớ cho Hưng và ekip một like, một subscribe nhé. Chứ tại vì mỗi lần mà review những cái nồi cơm điện cho ra món ăn nó cực lắm mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.